Rồi bây giờ tổng kết đồ anh em nha, xem tối nay được những cái gì. À, một cái dây 34, 34 2285 này, ok này, dây kim này ok đó. Này không biết sao là, à này phôi nội lực. Một cái đai chậm 30 sinh lực nội lực. Một dây tốc 33 40, mấy cái đồ này cho anh em trong bàn dùng. Mũ chậm 40. Thân pháp sinh lực 127 nội lực ngon. Đai chậm 30. Dây chuyền chậm 30 sinh lực nội lực. Mũ chậm 40. À, cứ đi theo đây. Đấy, một cái này khá đáng tiếc nhưng mà nó lại trừ 3 thôi. Một cái áo, áo này thôi cũng để lại mà phôi. Vũ khí chậm 40. Nhận không hỏa 17. Đã làm chậm 20. Áo phôi phòng thủ vật lý. Ngọc bội kháng lôi. Cái này cho anh em sau ai dùng thì dùng. Bao tay chậm 40. À, ngọc bội kháng độc sinh lực nội lực. Đấy, cái ngọc bội này mới ngon này anh em ạ, sinh lực nội lực và kháng độc 23, ngọc bội này ngon đấy, để hết một ạc nha. Hôm nay có một cái siêu phẩm như anh em biết rồi đấy, là có một cái siêu phẩm cực kỳ kinh tởm đây. Ạc này mới là chứa những cái đồ ngon này, một cái A49, một cái vũ khí 24 tức là phôi sinh lực. À, từ trên nữa. Một cái bao tay, bao tay này thì kháng lôi có chuyển hóa sinh lực nữa. Một vũ khí làm chậm 40 kiếm. Cái này thì tôi cứ để tạm. Làm chậm 40 sinh lực nội lực 10x, quá đẹp. Một cái dây tốc 30 chuyển hóa 6 mà sinh lực 114, quá đẹp, kháng độc 12 nữa luôn. Một cái ngọc bội sinh lực 135 nội lực 64, kháng độc 9. Đấy. Một ngọc bội sinh lực 110 nội lực 44, kháng độc 19, ngon không? Ngọc bội kháng lôi 17. Một cái nỏ 2192. Một cái mũ làm chậm 40 sinh lực nội lực. Ok. À, à, một cái ngọc bội kháng hỏa 23 sinh lực nội lực quá đẹp. Một cái vũ khí choáng 40 trừ 3. Vũ khí làm chậm 40. Nhấn 30 này, sinh lực nội lực 18 20. Kháng lôi 21 này. Nhấn làm chậm 20 sinh lực 95 nội lực 71 này. Nhấn chậm 20 sinh lực nội lực 72 84 này. Nhấn kháng hỏa 15 này. Nhấn kháng hỏa 10 này. Vũ khí làm chậm 40 này. Dây chuyền sinh lực nội lực này, đây siêu phẩm này đó anh em thấy không, đây quả siêu phẩm đâu, siêu phẩm này em cũng chưa biết là bây giờ là giá trị nó là bao nhiêu nhưng mà nó để xem nó sẽ lên được cái mốc thiên hoàng không, bây giờ em cũng sẽ cùng chờ đợi đây, cùng chờ đợi nha. Rồi ok đấy, bây giờ em thử mặc xét thiên hoàng xem. Đây là mặc nguyên set thiên hoàng này. Bây giờ nhá, dùng cái dây chuyền này kích vào đây thì dây lại không kích được à. Bây giờ dây không kích được, dây không kích được anh em ạ, dây không kích được. Bây giờ làm sao để cho cái dây kích được, cần hệ hỏa vũ khí và nón à. Giờ là mình cầm một cái vũ khí hỏa anh em ạ, cầm một cái đao hỏa, bỏ cái này ra thì mọi thứ đều kích đúng không à, vẫn lên được. Cần một cái vũ khí hỏa, vũ khí hỏa. Cần một cái đao hỏa đúng không? Một cái đao hệ hỏa. Đao hệ hỏa ba lăng nhăng. Xem nào. Một cái đao hỏa, bây giờ kiếm đâu ra cái đao hỏa nhỉ? Kiếm đâu ra cái đao hỏa nhỉ? Để em xem mấy cái cửa lon của em xem nhé. À, em nhớ là từ từ để em xem nào. Còn à, chưa tổng kết xong mà. À, em chậm này. Chậm này, đây cái ngọc bội em ngon là sinh lực nội lực kháng độc này, chỉ chậm 40 này, rất nhiều. Đây, cái mũ này ông kinh trùng tởm này anh em này, mũ kháng lôi 30 sinh lực nội lực chuyển hóa phục hồi 40 40 tôi xem có đa hóa nó để kiếm mà ngoài 23 cái đồ này sinh lực nội lực này. Đấy, cấp 20 sinh lực nội lực này. Đấy, ghê không? Đấy, 15, 20 cái này hồi nãy là lúc em vứt sang bên đây. Không có đào nhỉ.
đào trong giường cho nó cần đào. Đây ló đây chứ còn đào nào nữa. Chẳng lẽ đi dùng cái đao này à? Thế thì vãi cả nho nhỉ. Thế thì nó lại vãi cả nho quá. Ờ. Cầm đao à? Cầm đao làm chậm hỏa sát. Vãi nho. Vãi nho để xem còn cái món nào không. Em nhớ đâu, em nhớ là có một cái đao hỏa khác. Mười một đúng không? Có cái yểm nguyệt đao trong dương đó, nó là hệ mộc anh nhá, hệ mộc. Yểm nguyệt đao trong dương nó là hệ mộc độc sát. Bổng à, bổng phi đao. Đào mười lăm hai mươi ba hết rồi anh em, hết rồi, đúng rồi, chỉ còn đấy thôi, chỉ còn đấy thôi. Thợ rèn á, sao lại thợ rèn này, là lên đồng mốc chưa, uy tín chưa, uy tín chưa, nhưng mà chẳng qua sát thương như này thì hơi hơi chú bé đần. Đào thợ rèn nào, đây à, rèn nào, thợ rèn gì, phá bia, đào này à, kết thì chứ, để xét may mắn 32%, xét may mắn 32% anh em nhé. 32%. Ok anh em nhé.